Đi cháu. Dạ. Anh làm cậu, gì vậy? Trong nhà có chuyện gì? Thả tôi ra. Đợi mau. Cậu. Thả tôi ra. Cậu bình tĩnh đi, cậu đang làm cái gì vậy? Tao là cướp đi. Hả? Đồ mày khôn hồn thì nói đợi mau. Ở nhà có chuyện gì? Đồng bọn của tao ra sao? Để tính làm gì đó. Hả? Anh muốn làm gì? Mày làm gì? Đừng làm bậy đó. Làm cái gì vậy? Đừng làm bậy chứ. Đừng làm bậy chứ. Làm gì đó? Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Có gì đâu mà la, chết chùm chỉ vui mà. Đừng, 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 đừng,